Phương Thảo xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong kênh Thế giới trên kênh Tin mới nhất. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì đáng chú ý? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ là phần tin gió mùa đông bắc và áp thấp nhiệt đới. Thưa các bạn, hôm nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong khoảng đêm nay và ngày mai, ở đất liền, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi của phía Tây Bắc Bộ. Miền Bắc tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh vào cuối tuần này. Sau ảnh hưởng của đợt không khí lạnh liên tiếp, miền Bắc duy trì thời tiết mát mẻ và mưa dông nhiều ngày. Sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh duy trì cường độ ổn định nên thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong tuần này là mưa rào và dông. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cũng dự báo ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng 11 đến 12 tháng 5, các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới. Do tác động của đợt không khí lạnh này, các tỉnh miền Bắc, miền Trung tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa dông dự báo kéo dài đến khoảng 14-15 tháng 5. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và miền Trung tiếp tục duy trì thời tiết mát mẻ, trong đó khoảng ngày 12 tháng 5, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, miền Trung giảm mạnh. Vùng núi có nơi se lạnh. Dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời mát, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 29 đến 32 độ, ở phía nam 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng. Phía bắc có gió nhẹ, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có dông, có mưa to đến rất to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tiếp theo sẽ là tin tức cập nhật mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 16 giờ chiều hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến khoảng 16 giờ chiều nay, vị trí của trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông. Trong từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày mai, vị trí vùng áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km và có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Cảnh báo với diễn biến và tác động của áp thấp nhiệt đới ở trên biển, ở tại vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, biển động. Vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Thưa quý vị và các bạn, mưa đá dông lốc gây thiệt hại hơn 120 triệu đồng tại Simacai. Sáng nay tại huyện Simacai đã xảy ra dông lốc, mưa lớn kèm theo mưa đá gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 123,7 triệu đồng. Đáng chú ý, mưa đá diễn ra khoảng 5 đến 10 phút, viên đá có kích cỡ trung bình từ 1,5 đến 2,5 cm, gây thiệt hại về nhà ở và nhiều diện tích cây trồng.
trong đó 4 ngôi nhà tại xã Nàn Sán bị thiệt hại dưới 30% do bị mưa đá làm vỡ ngói và cây đổ vào mái nhà, ước tính thiệt hại khoảng 11,2 triệu đồng. Dông lốc mưa lớn kèm theo mưa đá cũng ảnh hưởng đến 49,34 ha cây trồng các loại, gây thiệt hại 34 ha hoa màu. Xã Nàn Sán 4 ha, xã Sán Trải 30 ha, một số diện tích cây ăn quả ơn đới bị thiệt hại hơn 70% tại xã Nàn Sán và xã Sán Trải. Ước tính tổng thiệt hại cây trồng, hoa màu là khoảng 112,5 triệu đồng. Ngoài ra, tại trung tâm thị trấn Simacai có nhiều nhà dân bị sạt lở đất đá, mưa lũ tràn vào gây hư hại về tài sản. Ngay sau khi mưa đá xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực, Ban Chỉ huy phối hợp với cơ quan chuyên môn để kiểm tra đánh giá tình hình và cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, xác định cụ thể tình hình thiệt hại, báo cáo kịp thời, tham mưu cho huyện phương án khắc phục hậu quả. Trước diễn biến khó lường của thời tiết có nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai huyện Simacai đề nghị các địa phương trong huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, từ đó chủ động các biện pháp chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Dông lốc làm tốc mái nhà dân, gãy cột điện ở nhiều huyện miền núi Nghệ An. Sau mấy ngày nắng gay gắt, chiều nay tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn đã xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh khiến một số ngôi nhà của người dân bị tốc mái. Vào khoảng 16 giờ chiều nay, mưa kèm theo dông lốc đã xảy ra tại Quỳ Châu. Nhiều người dân cho biết trận mưa dông khá bất ngờ đã làm tốc mái nhà, gãy đổ cây cối. Mái nhà của một hộ dân bị bay mất sau trận dông lốc. Tại thị trấn Tân Lạc có khoảng 10 nhà dân và ki ốt kinh doanh bị ảnh hưởng. Trên địa bàn huyện Quỳ Châu, ngoài thị trấn Tân Lạc, dông lốc còn xảy ra tại các xã Châu Bính, Châu Tiến, Châu Hạnh. Cột điện tại xã Châu Hạnh bị gãy sau trận lốc xoáy. Nhiều diện tích lúa xuân hè ở xã Châu Tiến bị đổ rạp. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu đang thống kê thiệt hại, hỗ trợ một số hộ dân khắc phục hậu quả. Một dãy nhà 3 tầng của trường Trung học phổ thông Quỳ Châu bị tốc mái hoàn toàn. Trên địa bàn huyện Quế Phong chiều nay cũng bắt đầu có mưa dông và dông lốc. Đã có một căn nhà của người dân bị gió giật sập hoàn toàn. Đó là nhà của ông Ngân Văn Dục ở xã Mường Nọc tại huyện Kỳ Sơn và một số xã cũng bắt đầu có mưa kèm theo gió mạnh. Ở xã Bảo Thắng hiện có 6 nhà dân bị tốc mái, gãy đổ một phần. Chính quyền địa phương trong tỉnh đã có những cảnh báo đến người dân và cơ quan về việc có thể xảy ra hiện tượng bất thường của thời tiết để người dân, các cơ quan biết, phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết sớm của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp cho quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like, biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới Nhất.